Võ Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tham khảo về cách sử dụng máy đọc huyết áp của Microlife ha. Đây là một dòng cao cấp, model là A6 Basic. Thì đây là một trong những dòng mà được nhiều phòng khám sử dụng, tại vì đây là dòng chuyên nghiệp rồi ha. Tức là ngoài chức năng đo huyết áp này, điểm nhịp tim, bộ nhớ, và chúng ta sẽ có thêm chức năng là cảnh báo sớm tim loạn nhịp, và thêm chức năng rất là đặc biệt đó là rung tâm nhĩ cảnh báo sớm về đột quỵ ha. Thì chỉ có những dòng như thế này, A6 hoặc là những cái model là B3 trở lên, B3 AIF, AFIB và B6 mới có chức năng này thôi. Nhưng mà do đây là cái model cũ trước đó vài năm nên là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn một xíu so với dòng B cả nhà ha. Và đặc biệt là bên trong mình sẽ có một cái cục biến điện đó, nên là cả nhà mình có thể có một cái sự lựa chọn về dòng A6, mình sẽ tiết kiệm hơn một xíu so với dòng B. Nhưng mà nếu mà như cả nhà mình có điều kiện thoải mái thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên chọn dòng B, thì đó là cái model mới ra. Rồi, bây giờ mình sẽ xem về giá thành nha. Giá của hãng là 1.950.000 cả nhà ha, 1.950.000 đó. Thì phòng khám thường hay xài dòng này. Rồi, bảo hành 5 năm chính hãng, cả nhà mình nên nhớ mua hàng chính hãng nha, để tránh hàng giả hàng nhái và về chất lượng đảm bảo. Và bên cạnh đó, nếu mà như mình bảo hành á, mà lỗi do nhà sản xuất thì máy sẽ được đổi mới trong 5 năm luôn cả nhà ha, chứ không có sửa. Và dùng bắn thì bảo hành 2 năm. Bây giờ mình sẽ khui ra nha. Đó. Cái máy nhìn cũng khá là gọn ha, có một cái túi rất là đẹp nè. Rồi bên trong đó mình sẽ có một cái đế đặt đựng để máy nè, và có rất là nhiều hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Rồi có cả một cái sổ sức khỏe nữa. Và bên cạnh đó mình sẽ có một cái cục biến điện adapter ha. Đây mình sẽ xài để khỏi tốn pin luôn, tại vì phòng khám một ngày đó rất là nhiều bệnh nhân và bác sĩ phải ngồi ở một nơi cố định, nên là mình có thể xài cục adapter dễ dàng. Còn nếu mà như gia đình mình hay xài thì mình cũng có thể xài pin cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ để qua một bên, mình sẽ khui máy nha. Cả nhà thấy máy rất là đẹp, rất là mỏng ha. Hả? Cái này á, nếu mà như mình đi công tác du lịch, gia đình xài xách theo cũng rất là hay. Đây, cả nhà xem, quá đẹp luôn. Và đây là dòng khuôn tạo sẵn ha. Bên trong thì mình sẽ xài 4 viên pin 2A. Do đây là model nhỏ nên là mình xài pin nhỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử máy. Rồi trước khi thử máy mình sẽ xem máy có cái gì. Cả nhà, ở trên đây là ngày giờ ha. Rồi dưới đây là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Ngoài ra thì có một số tính năng nè, tính năng MAM, tức là đo trung bình. Mình bấm vào nút đó thì máy sẽ tự động đo nhiều lần, 2 đến 3 lần, và sẽ ra một kết quả sẽ chính xác hơn. Đương nhiên nó sẽ tốn thời gian hơn gấp đôi và tốn pin hơn. Còn không á, thì chúng ta sẽ để cái chức năng bình thường thì nó sẽ đo một lần ha. Và nó có thêm chức năng là AFIB, là cảnh báo sớm đột quỵ. Cả nhà ha, đây cả nhà thấy ở đây là nút đo và tắt ở giữa nè ha. Rồi mình sẽ xem trước hoặc sau về bộ nhớ nha. Cài đặt ngày giờ và bộ nhớ, mình sẽ có những cái nút xung quanh thế này rất là đẹp. Rồi ở bên đây đó, cả nhà thấy mình sẽ để ở vị trí số 1 hoặc là số 3 để mình có thể đo cảnh báo là rung tâm nhĩ. Thì cái model này sẽ được cải tiến ở cái dòng B, là mình sẽ đo cảnh báo rung tâm nhĩ chỉ ở một lần đo thôi ha. Chỗ này mình sẽ đo lâu hơn một chút. Rồi bên đây á, mình sẽ cấm xài điện ha. Và bên đây mình có cái ổ khóa, khóa chức năng nè. Mình mở khóa đi, rằng mình có thể xài được các chức năng này. Rồi bên dưới là mình sẽ gắn pin vào. Cả nhà thấy 4 viên pin 3A, pin nhỏ nè, 1, 2, 3, 4. Thì đây đó là pin nhỏ, tại vì máy nó sẽ gọn nhẹ. Rồi, đặng mình có thể mang công tác du lịch được. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái màn hình ra. Rồi, trước tiên đó là mình sẽ cài đặt ngày giờ cả nhà ha. Đây, đầu tiên là đồng hồ chớp chớp nè, mình có thể tăng hoặc giảm. Cái này sẽ nhiều cái nút thì mình sẽ dễ sử dụng hơn so với những model trước. Model trước là mình sẽ chỉ có 3 nút thôi, thì mình sẽ sử dụng trên hai chức năng này. Rồi bây giờ mình chuyển nha.
bấm vào đồng hồ là mình chuyển là tháng trước nè, tăng hoặc giảm rất là dễ dàng ha. Còn nếu mà như những model trước thì mình sẽ bấm xoay dòng, ví dụ mình tăng số 12 sẽ quay dòng lại số 1 đã giảm nè. Rồi mình sẽ bấm chuyển đồng hồ hàng ngày ha, mình có thể bấm giữ luôn nè, nó sẽ tăng lên. Đó, gần tới thì mình sẽ buông ra, mình bấm từng nấc ngày 20 ha, và giờ. Đó, mình tăng giờ lên, rồi phút, rồi xong. Mình bấm cái thoát ra. Còn nếu mà cả nhà mình muốn cài đặt lại thì mình cứ đè giữ khoảng 3 đến 5 giây, 1 2 3 ha, 3 giây. Đó, mình chuyển và tăng giảm là xong. Rồi, cài đặt ngày giờ xong là nó khá đơn giản. Bây giờ mình sẽ thử cái tính năng đầu tiên của nó nghe. Đây là cái dòng máy cao cấp nên là nó tạo khuôn sẵn rất là đẹp và nó sẽ tránh được những cái dao động bên ngoài, tránh sai sót tối đa luôn đó. Rồi cả nhà mình kéo con dây ra, mình cắm vào màu vàng là bên đây. Còn nếu mà mình xài điện không xài pin thì mình cắm bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái đế để cho đẹp ha. bên trong mình có cái đế để nè, rất là đẹp. Đó, cả nhà thấy không, quá đẹp luôn ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ khui cái vòng vấn ra nè. Cả nhà mình sẽ nắm ngay chỗ màu vàng ha. Nắm chỗ màu vàng, mình sẽ tháo cái vòng vấn cuộn ra. Đó, mình sẽ trồng vào rất là dễ tại vì nó tạo khuôn sẵn. Mình đo bên tay trái nha, gần tim, độ tin cậy cao. Và cả nhà thấy khi mà nó tạo khuôn sẵn nó rất là êm, nó bám tròn vào cái bắp tay mình như thế này nè. Và mình dán lại. Đó, cả nhà thấy cái vòng quấn này, cái size nó khá là rộng, mình có thể sử dụng được cho những người cái bắp tay to luôn nè. Rồi, đó, cả nhà thấy gọn không? Trước khi đo mình ngồi nghỉ 5-10 phút nha, để cho sức khỏe mình nó ổn định, để mình mới biết được sức khỏe mình nó tốt hay không. Còn khi mình đang làm việc á, đo nó sẽ khó biết được cái độ chính xác. Rồi, khi đo thì mình không nói chuyện ha. Bây giờ á, Hoàng Sơn sẽ thử sử dụng tới cái tính năng đầu tiên là số 1 nè nha. Đó, mình thử ha. Rồi mình đo nè, chút xíu nữa mình sẽ chuyển ra cái số 3 bên trên, mình sẽ đo cái chức năng này thử xem như thế nào. Bây giờ mình muốn đo ha. Rồi khi đo thì mình không nói chuyện để cho cả nhà mình có thể xem được cái màn hình. Máy chạy rất là êm. Rồi ra kết quả cả nhà ha. Đó, mình đang chọn chức năng đo một lần giống như những cái dòng máy đo huyết áp truyền thống. Đó, và bây giờ mình thấy nè. Đó, cái cột mức huyết áp màu xanh từ dưới lên là huyết áp bình thường ha, 123 là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương là 72, nhịp tim là 80. Nó không có cảnh báo là tim đập loạn nhịp là quá tốt cả nhà ha. Đó, còn nếu mà như pin hết nó sẽ hiển thị pin hết cho cả nhà mình xem thêm. Rồi bây giờ mình sẽ thử chuyển sang tính năng là số 3. Mình đẩy lên số 3 này nha, 1, 3. Đó. Rồi bắt đầu mình đo nha. Và khi mình đẩy lên tính năng số 3 này có nghĩa là mình đo 3 lần bằng cái chức năng trung bình. Ví dụ đối với những dòng máy của hãng khác á, chúng ta sẽ đo 3 lần, nó sẽ tự động cộng ra kết quả trung bình. Nhưng mà dòng máy này mình chuyển qua số 3, nó sẽ đo 3 lần, tự động ra kết quả luôn. Và bên cạnh đó nó sẽ kiểm tra luôn cả cái chức năng rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ nếu có. Còn đối với những dòng B á, thì dòng model đời sau chúng ta chỉ cần đo một lần thôi là nó sẽ có thể dò được rung tâm nhĩ luôn. Còn model này thì chúng ta phải chuyển qua chức năng là đo trung bình 3 lần mới có được tính năng đó nha. Rồi cả nhà thấy khi bật lên số 3 thì chúng ta sẽ hiển thị thấy MAM là tính năng đo trung bình, và bên cạnh là cũng là bật lên chức năng AFIB, tức là tính năng kiểm tra đột quỵ luôn, là 2 trong 1 luôn nghe. Bây giờ mình đo ha. Đó,
nó sẽ đo 3 lần cả nhà xem. Lần thứ nhất nè, rồi sau đó là chúng ta sẽ thấy máy nó sẽ cho chúng ta nghỉ 15 giây, nó đang đếm ngược và chuẩn bị cho lần đo thứ hai. Đó, chúng ta sẽ không làm gì hết, máy nó sẽ tự động nó đo và nó nghỉ, thì nó sẽ hơi mất thời gian gấp 2-3 lần nha. Lần thứ hai, rồi bắt đầu lần thứ ba cả nhà ha. Còn đối với model kia thì mình chỉ đo trung bình có 2 lần và chỉ một lần có thể rung tâm nhĩ là kiểm tra được rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Đó, 3, 2, 1, chuẩn bị lần thứ 3. Rồi, cả nhà thấy sau khi đo 3 lần nha, mình kiểm tra hên quá, không có bị rung tâm nhĩ. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra. Thì cả nhà thấy mặc dù nó rất là nhiều chức năng nhưng nó sẽ không có khó xài, nó rất là dễ xài nha. Tại vì nếu mà giống như sau khi mình cài đặt ngày giờ một lần cho ông bà mình rồi đó, thì máy mình không có cần cài gì nữa. Mình cứ bấm ở giữa là đo, bấm ở giữa là tắt, hoặc không tắt 30 giây tự tắt. Hoặc là mình để chế độ cảm thấy đo 3 lần mà nó lâu quá, hoặc là thỉnh thoảng mình mới đo để kiểm tra thôi, thì mình chuyển lên đây. Còn để cái chế độ truyền thống thì mình có thể kéo xuống số 1 sẽ đo một lần giống như ngày xưa thì sẽ rất là nhanh ha. Mình tra vào cái bảng đây, huyết áp nè, từ dưới lên màu xanh, còn màu xanh là tốt ha, màu vàng là cao và cao nghiêm trọng thì nó càng lên cao nữa. Huyết áp tâm thu là 120, tâm trương là 72, mình có cuốn sổ để mình tra, và nhịp tim là 82 lần trên 1 phút. Và đây là chức năng MAM, chức năng trung bình 3 lần đo ha. Và cái chức năng AFIB, rung tâm nhĩ nó không báo là ok rồi. Rồi bây giờ khi mà mình xem lại bộ nhớ cả nhà ha, bấm vào bộ nhớ nè. Đó, nó hiện số 2 lên, bấm cái nữa, bấm vào nhớ và cộng hoặc trừ ha. Nè, mình bấm cộng hoặc trừ xem trước hoặc sau nó. Số 1, đó, là trước mình đo nè. Đây, số 2 là lần mới vừa thức thì. Rồi số 3, số 4 nó sẽ có nhiều lần. Rồi, thì cái dòng này mặc dù có nhiều tính năng nhưng mà nó được tích hợp bên trong. Nếu cả nhà mình xài bình thường thì cứ bật số 1 thôi và bấm đo tắt, nó cũng khá đơn giản. Màn hình to, gọn nhẹ ha, và mình có thể mang theo công tác du lịch. Nhưng mà nếu mà cả nhà mình á chọn cái dòng cao cấp hơn một chút, đó là cái dòng B, dòng B B6 này nè, thì nó sẽ có thêm cả cái tính năng là mình sẽ kết nối được với điện thoại ha. Và cái chức năng là do cái model đời sau nên nó hiện đại hơn, mình đo từng lần mình cũng có thể kiểm tra AFI được. Và cái tính năng đo trung bình thì nó chỉ cần đo trung bình 2 lần thôi, nó rất là thoải mái ha, và đương nhiên là nó sẽ mất tiền hơn. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình cách sử dụng máy đo huyết áp phòng khám, và gia đình đương nhiên cũng có thể xài được ha, nếu mình điều kiện thoải mái. Thì nếu cả nhà mình mua hàng chính hãng sẽ được bảo hành 5 năm đổi máy mới nếu mà lỗi do nhà sản xuất đó. Hoặc là cả nhà mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn theo số điện thoại ở bên dưới của cái tiêu đề đó để được tư vấn kỹ hơn, hoặc có gì thắc mắc thì cả nhà mình cứ gọi vào ha. Rồi, cảm ơn cô chú và anh chị đã xem. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc sức khỏe.